Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 140 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả của mỗi video. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ, tập 140 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lúc bây giờ lại nói mắt các vị thánh chủ đều sáng lên, chú ý đến đầu rồng ở trên vòng trời, sau đó lại nhìn nhau, đối với đối phương đều tỏ vẻ đề phòng. Lúc trước bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tương trợ, vẫn như cũ giữ gìn hòa khí, nhưng một khi đã đi đến đây, chỗ chôn của Thang Hoàng cũng đã tìm thấy thì không cần phải giả bộ ân cần nữa rồi. Bọn họ đồng thời phòng bị, e sợ đối phương sẽ đột ngột ra tay tranh đoạt thân thể Thang Hoàng. Đi! Thánh chủ Hạ Gia đi trước một bước tới Khởi Lôi đỉnh, gào thét dựng lên, hướng ngân hà trên không trung mà xông đến. Các cao thủ Hạ Gia còn sót lại cũng vội vàng theo sau. Các thánh chủ khác thấy thế cũng lần lượt đứng dậy, không chịu rớt lại ở phía sau. Diệp Húc cùng yêu chủ Phượng Yên Nhu cũng hướng không trung lao lên, nhắm chỗ 99 đường long khí hội tụ, đầu rồng mở rộng mà bay đến. Đột nhiên, một luồng hàn khí từ dưới vực sâu không đáy dũng mãnh phun lên, hàn khí cuồn cuộn ào đến, giống như đầu lưỡi của một con dã thú hướng về mọi người mà liếm đến. Ngay lập tức, mọi người bị luồng hàn khí bao vây, chỉ thấy một lão nhân của Hiên Viên gia chưa kịp nói lời nào, liền bị đông thành băng, lập tức ngã vỡ trên mặt đất, hồn phách phi tan, thân thể tiêu tán. Một vị cao tăng đắc đạo của Tiểu Quang Minh Thánh Địa cũng chỉ trong chớp mắt bị luồng hàn khí xâm nhập kim thân, nguyên thần, cả thiên địa pháp tướng đều đông thành cặn bã. Các thánh địa khác cũng có rất nhiều cao thủ phải chôn thân trong luồng hàn khí này. Vốn dĩ, các đại thánh địa khi đi qua thông đạo nô lệ trước đó đã có không ít người trọng thương, chết thảm tại chỗ, có thể nói là thương vong nghiêm trọng, mà khi đi qua luồng hàn khí này lại có thêm không ít các lão quái vật tam bất diệt cảnh chết thảm. Hàn khí càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng kịch liệt. Luồng hàn khí này từ trong vực sâu phun ra cơ hồ như vô cùng vô tận, hướng lên trên không dũng mãnh phun trào, càng ngày càng cao, dường như muốn phun đến tận các vì sao ngân hà ở trên vòm trời. Đột nhiên chỉ thấy vang lên ở một tiếng, 18 mặt đại kỳ thình lình từ đám người Hiên Viên gia bay ra, liên tiếp thành từng trận binh khí qua chinh phạt dũng mãnh phun ra, đại kỳ vây quanh mọi người, đem hàn khí ngăn cản lại bên ngoài. 18 mặt chủ binh kỳ của Hiên Viên gia sao? Diệp Húc cánh mắt chớp động, chú ý đến người tới khởi 18 mặt binh chủ kỳ này chính là Hiên Viên Vô Khuyết. Có điều tu vi của Hiên Viên Vô Khuyết vẫn chưa đủ để phát huy ra uy năng của bộ binh chủ kỳ này, mà là các vị cao thủ của Hiên Viên gia cùng nhau thúc động. Một mặt binh chủ kỳ chính là một bảo vật nhân hoàng, mà 18 mặt binh chủ kỳ kết hợp cùng nhau sẽ tạo thành cấm bảo, uy năng tăng lên gấp trăm ngàn lần. Các thánh chủ đại thánh địa khác cũng lần lượt thi triển thủ pháp tế khởi cấm bảo, ngăn chặn hàn khí xâm nhập. Yêu chủ cũng tế khởi hà đồ, một tấm đại đồ xoay trên đầu Diệp Húc ba người chặn lại hàn khí. Vô số băng lăng, thậm chí băng sơn đều bị hàn khí thổi bay, hướng cấm chế đâm đến, phát ra những tiếng nổ rầm rầm. Diệp Húc ở bên trong bảo hộ của hà đồ, bên ngoài trời đất u ám, hàn phong gào thét, giống như hàng tỷ vạn con dã thú ngửa mặt lên trời gào rú, thê lương dị thường, còn bên trong hà đồ lại sóng êm gió lặng. Đột nhiên, hắn chú ý tới một khối huyền băng trên đỉnh núi bay đến. Bên trong khối huyền băng đó mơ hồ ẩn hiện một bóng người, đó là một quái nhân thân người đầu báo, tam cánh tay. Cho dù bị phong ấn bên trong băng sơn, vẫn toát lên vẻ bệ nghệ ngút trời, giống như một bá chủ, một vương giả trong vũ sĩ. Đỉnh cao nhân hoàng. Diệp Húc khô nhỏ một tiếng, đây là một nhân hoàng đỉnh cao, có lẽ là một vị cường nhân thời kỳ thượng cổ, có ý đồ xông vào Thăng Hoàng Lăng, một đường xông qua 99 đại cấm hư không và mộ táng nô lệ, kết quả thì lại chôn thân ở đây. Người này mặc dù đã chết không biết bao lâu rồi, nhưng hung uy vẫn còn, khí thế vô tận, cơ hồ chỉ cần làm tan hàn băng là có thể sống lại. Dầm một tiếng, băng sơn va vào hà đồ, chỉ thấy hà đồ thình lình bắn ra từng trận mây, đem băng sơn cắn nát, thi thể của vị đỉnh cao nhân hoàng kia cũng bị chấn động vỡ nát, không còn tồn tại.
Đột nhiên lại có vô số băng sơn bị hàn khí cuốn lên, treo giữa không trung. Bên trong những băng sơn này không ngờ đang phong ấn nhiều đại vu hình dáng kỳ lạ, có loài người, có yêu tộc, cũng có những chủng tộc kỳ dị khác nữa. U Vương Hoàng Đế Đại Chu đích thân thống lĩnh cao thủ đi đến ân khư, dự định thăm dò mộ Thăng Hoàng, thu thập khoảng 10 vạn cao thủ. Những người này hẳn là những bá chủ nhân hoàng trong số đó rồi. Yêu chủ lên tiếng đều đều nói. Phượng Yên Nhu ngó quanh, chỉ thấy trong hàn khí không ngớt có những thi thể của cao thủ thời kỳ Đại Chu bị phong ấn bên trong băng sơn đang lao lên, hiếu kỳ mà nói: "Cha, những người này đều không thể rời khỏi Thăng Hoàng Lăng hay sao? Hoàng đế Chu Vương đâu?" Yêu chủ lộ sắc mặt dầu dĩ, thở dài mà nói: "Hoàng đế Chu Vương mặc dù thân là vua hoàng, thế nhưng cũng không thể thoát ra ngoài, tất nhiên là đã chết rồi. Sau khi hắn chết, 10 vạn tinh nhuệ Đại Chu cũng đều chôn thân ở nơi đây. Từ đó hoàng triều Đại Chu càng ngày càng đi xuống. Đến sau này, thậm chí không có một chu hoàng nào trở thành vua hoàng nữa, chỉ là nhân hoàng mà thôi, không thể nào thống nhất thiên hạ được. Hoàng triều Đại Chu tự nhiên sụp đổ, chia thành các quốc gia quần hùng." Diệp Phúc suy tư nói: "Cơ gia Đại Hán chính là hoàng thất Đại Chu, cũng là một đại thánh địa. Lần thăm dò mộ Thăng Hoàng đó không có cơ gia tham dự, chắc hẳn cũng là nguyên nhân này." Ầm một tiếng, một cỗ quan tài cực lớn đột nhiên từ trong hàn khí xuất hiện, phiêu bổng trôi nổi. Vô số những sợi xích sắt màu đen khóa trụ cỗ quan tài này. Đuôi của xích sắt thõng xuống vực sâu, không biết hướng về phía nào. Cỗ quan tài này xuất hiện, không trung chấn động, từ xa nhìn đến giống như một chiếc thuyền từ trong vực sâu đi lên. Chỉ thấy bên trên quan tài lơ lửng một bức dị tượng, chính là một con rắn chín đầu, thân người đầu rắn, cổ thon dài, đầu rắn cực lớn, hình tam giác, mắt mở to, giống như ánh lửa u minh, ánh nến dưới địa ngục vậy. Cỗ quan tài này không nằm trong 99 cỗ quan tài kia bị chôn dưới vực sâu cùng với hàn khí, nên sẽ theo hàn khí mà ra. Yêu chủ nhìn thấy dị tượng phía trên quan tài, mặt hơi biến sắc, lập tức điều khiển hà đồ tránh khỏi cỗ quan tài này, thậm chí che đi dao động của cấm bảo từ hà đồ phát ra. Chỉ nghe thấy trong tiếng gào thét của hàn khí, xích sắt rung lên bong bong, cỗ quan tài này càng ngày càng dâng cao, trôi nổi giữa không trung giống như một mặt âm ảnh cực lớn vậy. Yêu chủ tăng nhanh tốc độ, điều khiển hà đồ hướng không trung nhanh chóng bay đi, cách cỗ quan tài càng ngày càng xa. Trong cỗ quan tài này rốt cuộc chôn cất người nào đây? Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu không kìm nổi kinh ngạc hỏi. Quần thần trong triều Thăng Hoàng Đại Thương đều được chôn cất trong những tòa mộ lớn ở điện đồng trên vách tường, chỉ riêng người này là được chôn bên dưới vực sâu, thậm chí còn bị xích sắt khóa trụ. Loại đãi ngộ này không thể nào là đại thần bình thường có thể có được, nhất định là một người thanh danh hiển hách trong hoàng triều Đại Thương, thậm chí có thể là một vị vua hoàng. Đây là tả tướng của vua hoàng, trọng hủy đại tướng quốc. Gương mặt của yêu chủ ác liệt hiếm thấy, toàn lực thôi động hà đồ rời xa quan tài. Lão trầm giọng nói: "Dưới trướng của Thăng Hoàng, thừa tướng Tả Hữu, tả tướng Trọng Hủy, hữu tướng Nghi Doãn đều là những cường nhân đứng đầu trong vua hoàng. Trọng Hủy chính là bá chủ của yêu tộc ta, Nghi Doãn chính là vua hoàng trong nhân tộc. Thực lực của hai người này đặt trong các vua hoàng thượng cổ cũng là hiếm gặp kìa." Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy cỗ quan tài hướng về phía cấm bảo, vô tự thiên thư của Thiên Nhân Tông đâm vào, không trung nhất thời xuất hiện chấn động, vô thanh vô tức, uy năng cấm bảo tràn ra bốn phía, oanh kích tứ phương. Phía dưới giống như một dòng thác dâng lên như nước trong nồi đang không ngừng tràn ra, thành từng khoảng hư không chôn vùi tiêu biến. Vô tự thiên thư bị quan tài đâm đến mức từng mảnh rách ra, thậm chí bị đâm đến bay ngược mà ra. Đám người Thiên Nhân Tông vốn dĩ được bảo vệ dưới thiên thư, thân thể pang pang nổ tung, hóa thành từng màn xương máu. Chỉ còn lại duy nhất thánh chủ Thiên Nhân Tông cũng bị trọng thương ho ra máu. Quách tông chủ của Thiên Nhân Tông đã chết rồi. Yêu chủ thở dài, lộ ra một vẻ thương xót sợ hãi. Nắp quan tài đột ngột bật mở, hút cơ thể tông chủ Thiên Nhân Tông vào bên trong. Thậm chí ngay cả vô tự thiên thư cũng bị sức hút cực lớn từ trong quan tài truyền ra, hút đến mức không chịu được run rẩy, cũng chậm chậm hướng bên trong quan tài mà trôi vào. Bất thình lình, vô tự thiên thư ầm ầm mở ra, kim quang trong từng trang giấy trắng lưu chuyển, đột ngột lật đến trang cuối cùng. Kim quang phóng lớn, phát ra uy năng vô cùng vô tận, cuối cùng thoát khỏi sức hút của quan tài, trên không chấn động, hóa thành một luồng kim quang từ giữa không trung, bỗng nhiên hướng mộ Thăng Hoàng bay đến, biến mất không thấy. Yêu chủ lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Cấm bảo của linh hồn, bộ vô tự thiên thư này biết rằng rơi vào bên trong quan tài sẽ bị luyện hóa triệt để, tự động phát ra uy năng. Có điều khi nó trở về Thiên Nhân Tông, e rằng cũng phải tổn hao nhiều uy năng, cần được cao thủ Thiên Nhân Tông như cũ tế luyện không biết bao nhiêu năm mới có thể phục hồi trạng thái toàn thịnh được." Diệp Phúc trong lòng nghiêm nghị, Quách tông chủ của Thiên Nhân Tông là một nhân vật đứng đầu đương thế,
mà lại bỏ mạng trong gỗ quan tài kia dễ dàng như vậy? Vì vua hoàng trọng hủy trong quan tài, thậm chí còn chưa lộ mặt liền có thể giết chết một vị thánh chủ. Đây là vị thánh chủ đầu tiên chôn thân nơi này kể từ khi bọn họ tiến vào Thăng Hoàng Lăng. Vang lên một tiếng chuông cảnh báo cho tất cả các vị thánh chủ còn lại. Các vị thánh chủ ở bên ngoài có lẽ là nhân vật vô địch, chủ các thánh địa, bá chủ thiên hạ, nhưng bên trong lăng mộ Thăng Hoàng này kỳ thực chẳng đáng là gì. Thánh chủ cũng sẽ chết, hơn nữa thậm chí còn chết một cách vô cùng thê thảm, xương cốt chẳng còn. Những người như thánh chủ Hạ Gia và Hiên Viên Trường Phong, Ngọc Chân Đại Sư cũng nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức hồn phách tiêu tán. Bọn họ ban đầu sở dĩ có thể thong dong bình tĩnh như thế là bởi vì thân là đỉnh cao nhân hoàng, nắm giữ cấm bảo đã lâu, hình thành nên một loại ngạo khí, không hề coi tất cả nguy hiểm ra gì. Còn ở nơi đây, sự vô địch của bọn họ đã dễ dàng bị đánh mất. Chỉ không cẩn thận một chút thôi cũng có thể lập tức mất mạng, so với các vũ sĩ bình thường không hề khác biệt. Mọi người nhao nhao tăng tốc, hình bóng lướt đi hướng không trung mà bay đến. Cỗ quan tài kia cũng bay lên không, truy kích mà đuổi theo. Xẹt một tiếng, xích sắt khóa trụ quan tài trong khoảnh khắc đã tới cuối, phát ra một tiếng nổ lớn, cố định quan tài giữa không trung. Bên trong quan tài dường như truyền đến một tiếng gào phẫn nộ, tranh đến mức xích sắt bong bong rung động, từ đầu đến cuối không thể thoát ra. Qua một lúc lâu, chỉ thấy hàn khí trong vực sâu giống như thủy triều hạ xuống, cùng với quan tài yên lặng ở dưới đáy sâu. Diệp Phúc thở phào, bị vị thượng cổ yêu tộc trọng hủy cùng cỗ quan tài đuổi giết, hắn trong lòng bàn tay cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên một ý niệm vụt qua trong đầu của hắn, mồ hôi trên trán cuồn cuộn lăn xuống, thất thanh mà nói: "Nếu tả tướng Trọng Hủy bị chôn ở bên dưới vực sâu, vậy hữu tướng Y Doãn sẽ là chôn ở đâu đây?" Hắn ngẩng đầu nhìn ngân hà trên vòng trời, đầu rồng nơi 99 đường long khí hội tụ chính là khắc trên ngân hà đấy. Hắn lẩm bẩm nói: "Không phải là chôn ở chỗ đó đấy chứ?" Diệp Húc không khỏi lo sợ bất an trong lòng. Di thể tả tướng Trọng Hủy của Thăng Hoàng vẫn luôn ở trong huyền quan mà không hề xuất hiện chân thân. Nhưng dù là vậy thì vẫn diệt được vị thánh chủ thánh địa Thiên Nhân Tông và đám cao thủ lớn nhỏ của Thiên Nhân Tông kia. Thậm chí cấm bảo Vô Tự Thiên Thư của Thiên Nhân Tông suýt chút nữa cũng không thể tránh khỏi chiếc huyền quan này cắn nuốt. Nếu chân thân Trọng Hủy xuất hiện, chỉ sợ là tất cả những người ở đây đều không thể thoát được, đều chết ngay tại chỗ. Hữu tướng Uy Doãn của Thăng Hoàng kia e là chỉ mạnh hơn chứ không kém hơn Trọng Hủy. Hai kẻ này tuy đã sớm chết, nhưng ở trong Thăng Hoàng mộ lại vẫn bảo tồn được pháp lực của Vu Hoàng, mạnh mẽ khôn cùng, không phải là kẻ mà thánh chủ hay nhân hoàng có thể chống lại. Thậm chí dù có tế cấm bảo lên cũng chẳng có chút tác dụng gì. Nếu như hữu tướng Y Doãn thật sự được mai táng ở trong phiến vũ trụ tinh không kia, chỉ e rằng y chính là cửa cuối cùng bảo vệ Thăng Hoàng mộ. Nếu chỉ hơi vô ý thôi thì sẽ nhận lấy cái kết cục diệt đoàn, nhiều vị thánh chủ đều phải chết ở nơi đây. Chẳng qua dù thật sự có gặp được quan tài của Y Doãn, các thánh chủ khác có chết hết thì ta vẫn có cách tự bảo vệ mình, có một cách thoát thân. Diệp Phúc âm thầm tính toán. Những ngôi sao kia đều là do ngũ hành kim khí luyện chế mà ra, mỗi một ngôi sao đều là tài liệu tốt nhất để luyện chế cấm bảo. Mọi người bị kinh hãi, thế nhưng không có nguy hiểm đi đến trên vòng trời. Chỉ thấy nơi đây quần tinh rực rỡ, tinh đấu thành đàn, ngân hà vần quanh, ngũ hành kim khí tạo ra các ngôi sao đủ mọi màu sắc, nhiều không đếm xuể. Mỗi một ngôi sao đều lớn đến trăm thước, ẩn chứa uy năng mênh mông, có thể sánh với bất diệt chi bảo. Đây là một món của cải không thể tưởng tượng được. Ngũ hành kim khí ở nơi đây nhiều như cát sông Hằng, đếm không xuể. Chúng tạo thành tinh đấu, xây dựng ngân hà, dùng để luyện chế 10 món cấm bảo cũng không thành vấn đề gì. Thang Hoàng xa xỉ dùng ngũ hành kim khí luyện thành tinh thần tinh đấu ngân hà, làm đẹp cho nấm mộ của mình. Đúng là chỉ có vị thánh hoàng thượng cổ này mới có thể chi mạnh tay như vậy. Khó trách sau khi Thăng Hoàng trở thành vua hoàng, luyện chế một món cấm bảo đều khó đến như thế. Hóa ra Thăng Hoàng sưu tập thiên hạ chi kim, dùng ngũ hành kim khí để rèn ra một ngôi mộ lớn như thế này để cho chính mình. Tự chủ đại phạm lôi âm tự bảo quang đại thiền sư niệm một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật, sau đó thở dài một hơi rồi lập tức giơ tay bắt lấy một ngôi sao, sau đó thu vào trong bảo tháp của mình. Lòng bàn tay của lão bị ngũ hành kim khí sắc bén kia cắt ra một vết thương. Bảo quang đại thiền sư cúi đầu nhìn bàn tay của mình, hơi hơi biến sắc mặt, nhìn trái rồi lại nhìn phải, trầm giọng mà nói: "Tuy rằng các vị sao nơi đây có uy năng gần với bất diệt chi bảo, nhưng ngũ hành kim khí thật sự lợi hại, có thể đâm phá thân thể của nhân hoàng. Các ngươi ai không có thực lực của nhân hoàng thì ngàn vạn lần đừng có thù chúng."
Phía sau của lão, chúng tăng lên tiếng vâng dạ. Các thánh chủ khác cũng chỉ bảo cao thủ trong môn phái mình, rồi sau đó đều thu đám tinh thần tinh đấu kia. Ngũ hành kim khí nơi đây thật sự rất nhiều, những ngôi sao do nó biến thành cũng nhiều không đếm xuể. Thậm chí còn có một tinh hà ngân hà, đủ để khiến cho người ta điên cuồng. Ngay cả yêu chủ cũng bỏ qua Phượng Yên Nhu và Diệp Húc, bước nhanh vào trong quần tinh thu lấy bảo vật. Diệp Húc không nói lời nào, triển khai Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng chân thân, đầu đính ngọc lâu, hắn tế Di La Thiên Địa Tháp buông xuống những đạo huyền hoàng khí, lại có càn khôn đỉnh gia trì. Cùng lúc đó, 18 bàn tay trong 66 bàn tay của hắn thi triển bất động thần vương bảo vệ toàn thân. 48 bàn tay khác đều triển khai bắt lấy những ngôi sao rồi nhét vào trong ngọc lâu của mình. Lúc này, thân thể của hắn có ngọc lâu, Di La Thiên Địa Tháp và càn khôn đỉnh gia trì, rồi lại có 18 đạo bất động thần vương ấn bảo vệ, nên đã có thể sánh với Nhân Hoàng Thánh Chủ. Tốc độ hái sao của hắn còn nhanh hơn các thánh chủ khác rất nhiều, khiến cho người khác phải chú ý. Này Diệp Phong chủ, các hạ thân là tiểu bối nhưng lại hành động kiêu ngạo như vậy, cẩn thận sẽ bị trừ phạt nặng đấy. Bảo Quang Đại Thiền Sư cười ha ha, nói với một vẻ mặt hết sức hiền lành. Diệp Phong chủ ơi, bất cứ chuyện gì đều phải để lại một đường, nếu không trời sẽ không tha cho các ngươi đâu. Ngọc Chân Đại Thiền Sư thản nhiên nói. Diệp Phúc không thèm nghe, ỷ vào thân thể mạnh mẽ, năng lực khôi phục kinh người, giống như thân thể bất tử. Hắn nhanh chóng thu đám tinh thần tinh đấu kia. Ngọc Chân Đại Sư hừ lạnh một tiếng, tế Đại Phật Viễn Cổ lên, chấn áp uy năng đám tinh thần tinh đấu kia, ép cho ngũ hành kim khí không thể đả thương người. Y nói với đám tăng đằng sau, đồng loạt ra tay thu ngôi sao. Các thánh chủ khác thấy thế cũng vội tế cấm bảo lên, lệnh cho đám cao thủ môn phái cũng gia nhập, tốc độ lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần. Diệp Phúc thấy thế bèn cười, nói với Phượng Yên Nhu, muội muội, muội cũng ra tay đi. Phượng Yên Nhu hoảng sợ, vội lắc đầu. Cha muội ở xa quá, hơn nữa chúng ta cũng không có cấm bảo để chấn áp quần tinh. Ai nói là không có. Diệp Phúc cười ha ha, một vầng trăng bay ra từ đỉnh đầu của hắn, lập tức hơi thở cấm bảo tràn ngập khắp nơi, ẩn ẩn đối kháng với cấm bảo của các đại thánh địa, áp chế hết tất cả quần tinh quanh mình. Đây là Thương Nguyệt Thần Châu, Viên Minh Châu mà thần quy Phương Trượng Tiên Sơn để lại sau khi chết. Tuy nó chỉ là cấm bảo bán thành phẩm, Diệp Phúc cũng không có tâm pháp tương ứng để mà tế lên, nhưng cũng đủ để trấn áp quần tinh bất diệt chi bảo kia. Diệp Thiếu Bảo, cái tên tiểu tử này, bảo vật trên người thật sự quá nhiều. Chủ các đại thánh địa bị uy năng của Thương Nguyệt Thần Châu kinh động, ai nấy cũng đều ngẩng đầu nhìn, lộ ra suy tư. Chẳng lẽ thứ cấm bảo bán thành phẩm này chính là cấm bảo được cất giấu trong Nam Thiên Môn kho báu Tây Hoàng hay sao? Đáng tiếc, lúc đó khi cổ Côn Luân Thánh Địa mở ra, chúng ta cứ tưởng trong Nam Thiên Môn không có cấm bảo nên mới không có ra tay, ngược lại lại tiện nghi cho một tên tiểu tử này rồi. Một cảnh tượng khiến cho bọn họ càng thêm kinh sợ xuất hiện. Phượng Yên Nhu cũng gia nhập vào hàng ngũ cướp đoạt tinh thần tinh đấu. Đôi nam nữ này đều có 66 cái tay, mỗi lần ra tay là thu vào 66 ngôi sao, hai người cộng lại chính là 132 viên. Không có thánh địa nào có thể có tốc độ nhanh như vậy, chỉ cần Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu thôi đã thu gần một nửa ngôi sao rồi. Cái đôi cẩu nam nữ này tu cái thiên địa pháp tướng gì không biết, không ngờ quái dị như vậy, quả thực đúng là pháp tướng chân thân chuyên dùng để cướp đoạt bảo vật mà. Các ngôi sao trên vòng trời tuy nhiều nhưng không chịu nổi mọi người cần quét, không đến nửa canh giờ sao trên trời đã còn rất ít. Yêu chủ trở lại bên người Diệp Húc và Phượng Yên Nhu, chỉ thấy hai người khẽ nói với nhau. Muội muội, đám ngôi sao mỗi người chúng ta thu được chắc là cũng đủ để luyện chế một hai món cấm bảo rồi. Sư huynh, có phải chúng ta hơi quá đáng rồi không? Phượng Yên Nhu không yên mà nói. Diệp Phúc cười ha ha nói, quá đáng sao? Sao ta không cảm thấy như vậy nhỉ? Loại thiên tài địa bảo này đương nhiên là của người có đức rồi, bọn họ đức hạnh không đủ cho nên phải thuộc về chúng ta thôi. Yêu chủ nghe thấy thế sắc mặt tối sầm, hừ lạnh một tiếng. Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu thế mới im miệng, hai người nhu thuận đi theo sau của hắn. Các người thu quá nhiều ngũ hành kim khí đã khiến cho đám thánh chủ khác mơ ước kìa. Yêu chủ hạ giọng nói, Phượng Nhi, từ nay về sau con không thể rời khỏi ta nửa bước được. Hiển tế, sau khi rời khỏi đây chắc chắn sẽ có thánh chủ ra tay với ngươi, nửa đường đánh cướp, thậm chí không chỉ là một vị. Ngươi nếu không nắm chắc thì có thể theo ta đi Thiên Yêu Cung, chỉ là vài tên Nhân Hoàng thánh chủ thì còn chưa ngăn được ta đâu. Diệp Phúc vội vàng cảm ơn, thế nhưng lại không để tâm lắm. Hắn cười nói, Nhân Hoàng thánh chủ còn chưa thể giữ được ta đâu. Yêu chủ khẽ lắc đầu thầm nghĩ,
Thằng con rể này, cái gì cũng tốt, chỉ là quá không coi ai ra gì, ngay cả thánh chủ cũng không để vào mắt sao? Hắn lại không biết, lời này của Diệp Phúc cũng không phải là nói suông, mà là hắn quả thật đủ tin tưởng, có thể toàn thân trở ra từ trong tay của cao thủ cấp bậc thánh chủ. Bọn họ đi đến chỗ chiến long mạch khí hội tụ kia, phía trước cái đầu rồng thật lớn kia, bọn họ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch truyền đến từ trong miệng cự long. Mọi người đi đến đây rồi, lập tức tế cấm bảo lên, buông xuống từng đạo hà khí, thái quang bảo vệ mọi người. Đã trải qua chuyện trọng hủy huyền quan, chứng kiến cái chết của Quách tông chủ, Thiên Nhân tông, đám thánh chủ này cũng không thể không cẩn thận đề phòng, sợ lại gặp phải một vị vua hoàng thượng cổ trong triều đình Thăng Hoàng kia, hữu tướng nghi doãn. Bọn họ đi vào trong long khẩu, chỉ thấy long khẩu ngậm một chiếc quan tài màu xanh cùng một chiếc quan tài hoàng đế cửu long. Nắp của quan tài xanh đã mở ra, từng hơi thở vua hoàng tuôn trào ra ngoài, ép cho uy năng của cấm bảo yếu đi vài phần. Tiếng tim đập thình thịch kia phát ra từ trong quan tài. Chiếc quan tài xanh này nhất định là mộ của y doãn rồi. Ánh mắt của yêu chủ vụt sáng, hắn thấp giọng nói: thật kỳ quái, sao quan tài đã mở ra rồi vậy? Hơn nữa hơi thở vua hoàng truyền ra từ trong đó cũng không phải của một người, mà là hai người kia. Mọi người cẩn thận tiến đến, e sợ hữu tướng y doãn đột nhiên nhảy ra khỏi cái quan tài này. Tả tướng trọng hủy đã hùng mạnh như vậy, sau khi chết rồi thậm chí không xuất hiện, đã đánh chết Quách tông chủ Thiên Nhân tông, đánh bay cấm bảo. Hữu tướng y doãn hơn phân nửa là còn trên cả trọng hủy. Từng món cấm bảo tản ra uy năng mênh mông, chúng được các vị thánh chủ kích phát đến lớn nhất, ngay cả yêu chủ cũng cất hà đồ đi lấy ra cấm bảo mạnh nhất Thiên Yêu Cung, thân thể hy hoàng bảo vệ Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu. Chiếc quan tài xanh này đã bị người mở ra, nắp quan tài bị quăng ra một bên, từ bên trong khí vô hoàng phun ra, ở giữa không trung hình thành từng đạo hà khí kỳ dị không ngừng chấn động. Loại hà khí này nặng vô cùng, khẽ động thôi cũng có thể chấn chết nhân hoàng. Tuy nhiên lúc này đây các đại thánh chủ đã tế cấm bảo lên thôi phát uy năng, đám hà khí đó cũng bị chấn áp cho phải lui về trong quan tài. Bọn họ đi đến trước quan tài, nhìn vào trong thì thấy bên trong quan tài như có không gian vô cùng vô tận vậy. Một bàn tay trắng bạch lặng yên lướt qua trước mặt bọn họ, theo đó là mấy ngón tay gãy, trừ những thứ đó ra thì còn có một số phần cụt của chân tay, thậm chí còn có vương miện, long bào, cuối cùng là một cái đầu người lẻ loi bay tới. Người này tướng mạo uy nghiêm, tuy bị người phân thây ra không biết bao nhiêu đoạn, nhưng một loại hoàng đế khí ùa tới, như thể là hoàng đế trời sinh, dù đã chết nhưng cũng làm cho người ta không thể khinh thường được. Ngoài những thứ đó ra còn có một cái đầu người của một nho sĩ trung niên bay tới. Bên trong thanh quan không có thi thể nguyên vẹn nào cả, chỉ có hai cái tàn thi. Ỷ Doãn và Chu Vương đồng quy vu tận. Hiền Viên Vô Khuyết chớp động ánh mắt, thở ra một hơi dài, thu lấy 18 lá binh chủ kỳ của mình, lẩm bẩm mà nói. Hiền Viên Trường Không nhẹ nhàng thở ra, vút vút cằm lên tiếng: không sai, Chu Vương cuối cùng cũng đến nơi đây, tiếc là lại gặp phải thi thể của Y Doãn bảo vệ Hoàng Lăng. Vị vua hoàng cuối cùng này ác chiến một trận với thi thể Y Doãn, đồng quy vu tận. Thật đáng tiếc, đường đường hoàng đế Đại Chu lại chết ở chỗ này như vậy. Y Doãn thật không hổ là hữu tướng của Thăng Hoàng, chết hơn 40 vạn năm rồi vẫn có thể giết chết được một vị hoàng đế của hoàng triều hưng thịnh, phong thái ngày này thật làm cho người ta hâm mộ. Tông chủ Thái Cực Tông thở dài nói: thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từ bên trong quan tài truyền đến tiếng tim đập, chỉ thấy một quả tim đang đập lên ở trong thanh quan, vẫn tản ra lực sinh mệnh mênh mông. Đây là trái tim của Y Doãn, thân thể gã đã bị Chu Vương đánh nát, diệt đi hết tất cả sinh cơ, chỉ còn trái tim này vẫn hoàn hảo, không chút tổn hao gì. Dù đã chết rồi, Y Doãn vẫn cao hơn Chu Vương một bậc, chỉ tiếng tim đập thôi cũng có thể chấn chết Hạ Lễ Đường, thật đáng kính lại càng đáng sợ. Diệp Húc cười nói. Thánh chủ Hạ Gia cười lại một tiếng với sắc mặt âm trầm. Y ngẩng đầu nhìn chiếc quan tài cửu long kia, trầm giọng nói: nếu đây là quan tài của Y Doãn, như vậy trước kia chính là quan tài của Thăng Hoàng. Thông thiên chi lỗ cuối cùng đã có thể mở ra được rồi. Phía trước quan tài Y Doãn còn có một quan tài khác nữa. Cái quan tài này khác biệt ở chỗ phía trước dưới quan tài này xuất hiện 9 rồng. 9 con rồng màu đen nằm phục phục trên mặt đất. Bên trên có một tòa tế đàn, mà trên tế đàn này chính là một quan tài. 9 con rồng màu đen này cũng không phải là cự long chân chính, mà là long tu dâu rồng, được làm bằng gỗ. Long tu phập phồng lên miên như núi, cao ngất trước mắt mọi người. Mộc chi khí ở nơi này tràn ngập không gì sánh nổi, tản mát ra khí tức sinh mạng hùng mạnh. Mộc chi khí cùng long tu bằng gỗ có sinh mạng lực hùng mạnh,
đủ để duy trì cho chủ nhân ngôi mộ hàng tỷ năm bất hủ, cùng tồn tại với thế gian. Mọi người phi thân dựng lên, bay tới tòa tế đàn. Diệp Phúc nhìn lên những pho tượng quân thần đại thương đứng sừng sững phía trên tế đàn. Những pho tượng này đứng hai bên giống như quần thần yết kiến hoàng thượng lúc thượng triều vậy. Bọn họ đi giữa những bức tượng quân thần hướng tới quan tài ở trung ương, trong lòng bất an không yên. Bọn họ có khả năng nhìn thấy được diện mạo thật của vị thánh hoàng thượng cổ Thang Hoàng này. Tuy nhiên, tả tướng, hữu tướng của Thang Hoàng sau khi chết thậm chí vẫn còn có thể xử lý được vua hoàng, dễ dàng gạt bỏ thánh chủ. Có thể thấy được thủ đoạn của thượng cổ thánh hoàng nhất định là sẽ càng thêm kinh người. Dầm một tiếng, hạ ra lôi đỉnh đột nhiên phóng ra uy năng, trong đỉnh vô số đỉnh văn như những xúc tu phun ra mãnh liệt, cuồn cuộn hướng tới quan tài kia. Cùng lúc đấy, một pho tượng viễn cổ đại Phật cao cao trên hư không mở miệng cười như người thường, từ từ chụp bàn tay xuống hướng quan tài mà chụp tới. Còn có chủ kỳ thập bát diện cờ 18 mặt của Hiên Viên gia, từng pho tượng đại tôn liên tục xuất hiện, đột nhiên hợp thành một, hóa thành một pho tượng ma thần cao như núi cũng xuất thủ. Lại có thần tượng bốn đầu chân đạp thái cực âm dương lưỡng nghi đồ, lưng đeo một khối đại lục, nhảy mũi hướng tới quan tài trung ương đám tượng quân thần. Lại có thiên đạo tông tế khởi thiên đạo nghiên mực, giống như một cái thớt ầm ầm chuyển động, cũng có ý đồ thu lấy quan tài kia. Còn có đại phạm âm lôi tự, thái thượng đạo tông, âm dương tông, thậm chí yêu chủ của thiên yêu cung cũng nhất tề ra tay, ý đồ chiếm đoạt quan tài Thang Hoàng làm của riêng. Mục đích cuối cùng của bọn họ là lấy được chân thân của Thang Hoàng, đạt được máu huyết của Thang Hoàng. Tất cả mặc dù có mâu thuẫn trước nhưng đều không dám động thủ, cần mọi người đồng tâm hiệp lực để đồng thời quá quan. Lúc này nhìn thấy quan tài Thang Hoàng, lập tức tất cả mọi người không thể kiềm chế được. Các loại cấm bảo giao phong trên không trung quan tài, trên tế đàn từng đạo hoa văn buông xuống như rồng như rắn, tản mắt ra những cỗ khí tức rung động hủy diệt. Lần giao phong này cấm bảo tham dự nhiều như vậy đúng là hiếm thấy. Mặc dù thánh chủ tiến vào giữa cuộc giao phong này cũng sẽ bị đánh chết. Nếu không phải nơi này là mộ của Thang Hoàng, không gian ở bên trong đã được những cao thủ đại thương gia cố, thì chỉ sợ nơi này đã sớm tan biến. Diệp Phúc nhìn xem mà da đầu run lên. Trình độ giao phong như thế này, nếu không có yêu chủ bảo hộ, chỉ sợ hắn đã bị chấn nát một cách dễ dàng. Muội tử, các vị thánh chủ tranh đoạt quan tài Thang Hoàng, ta xem chỉ sợ khó phân được thắng bại. Chúng ta vẫn nên đi dạo xung quanh, nhìn xem có được chỗ tốt gì khác không. Diệp Húc cười đề nghị nói. Phượng Yên Nhu nhấp nháy mắt hiếu kỳ lên tiếng. Nơi này còn có bảo vật gì khác ngoài long khí ra chứ? Hai người lặng yên rời khỏi tòa tế đàn. Diệp Húc mang nàng đi tới phía dưới quan tài của Y Doãn. Hắn cười nói, đây chẳng phải là một kiện bảo bối hay sao? Quan tài này rất nặng, có thể đánh bay vô tự thiên thư. Tuy nói Y Doãn có được pháp lực vô hoàng đỉnh cao, nhưng có thể thấy được quan tài của hắn cũng không phải là vu bảo rất tốt, dù vậy cũng không kém cấm bảo quá xa. Quan tài của Y Doãn hẳn không tốn công sức nhiều lắm đâu. Phượng Yên Nhu thẻ lưỡi nhỏ giọng nói, sư huynh, người tính toán thu quan tài của Y Doãn hay sao? Đây chỉ sợ có chút bất kính với người chết rồi. Hơn nữa, nàng do dự một chút rồi nói, hơn nữa quá đáng sợ. Ta không phải muốn thu quan tài này, mà có một bằng hữu rất thích ở trong quan tài. Quan tài của hữu tướng Y Doãn tốt hơn quan tài của hắn không biết bao nhiêu lần, hắn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Diệp Phúc cười nói, bằng hữu như lời hắn nói chính là Giả La Minh Tôn. Đại Minh Tôn Vương này từ khi có được quan tài thanh đăng đèn xanh thì lúc nào cũng ở bên trong quan tài. Giả La Minh Tôn khi đột phá nhân hoàng cảnh giới cũng không có đi ra. Diệp Phúc ý đồ nhấc quan tài này lên, không ngờ quan tài này nặng không thể tưởng tượng. Hắn nhẹ nhàng dùng sức, không ngờ không thể nhấc được quan tài này lên, không khỏi khẽ a lên một tiếng. Quan tài của Y Doãn dùng chất liệu kiến mộc thượng thừa, tính chất tài liệu vượt qua các trọng thần đại thương khác. Để tạo ra quan tài này đã hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết của những người thợ giỏi đại thương năm xưa. Đây tuyệt đối là một kiện vũ bảo mạnh mẽ. Diệp Phúc nói nó tiếp cận cấm bảo cũng không có chém. Hắn bùng phát lực lượng mới có thể nâng được quan tài này lên. Bên trong quan tài có những tiếng tim đập thùng thùng đã suy yếu đi rất nhiều. Quan tài vừa khép lại, khí tức vô hoàng bên trong cũng bị áp chế, rất là kỳ diệu. Trong quan tài không có chút khí tức vô hoàng nào truyền ra, bình tĩnh đến dị thường. Diệp Phúc thu quan tài này vào bên trong ngọc lâu. Khi tiến vào trong đây, chỉ thấy quan tài chậm rãi trôi nổi trong hư không, một ảo ảnh đế hoàng chậm rãi xuất hiện. Đây là một vị hoàng đế cao lớn uy mãnh, giống như đại thiên hoàng đế thống ngự thế giới, mang theo khí phách vô cùng. Nếu so sánh khí thế với hắn, cái gì mà Hạ Gia Thánh Chủ, thậm chí là Chu U Vương đều giống như hài tử bình thường vậy. Hắn dường như là đại thế chân chính, thống nhất thiên hạ. Vương giả cao cao tại thượng, dã tâm bừng bừng. Thậm chí, ngay cả vu hoang thế giới đều không thể cất chứa được dã tâm của hắn. Hả?
Diệp Phúc hơi hơi biến đổi sắc mặt, thất thanh nói: "Đây là tinh thần lạc ấn của cường giả thượng cổ lưu lại. Người này thật sự mạnh mẽ khủng bố vô cùng. Không ngờ đã chết không biết bao nhiêu năm vẫn còn có thể lưu lại tinh thần lạc ấn của mình được." Diệp Phúc từng ở Phương Trượng Tiên Sơn gặp qua Địa Tiên Chi Tổ và Thanh Đế lưu lại tinh thần lạc ấn. Tinh thần cùng khí tức của bọn họ đều không tiêu tan, thành hình bóng, bóng dáng của mình qua không biết bao nhiêu vạn năm vẫn sống động như trước, vẫn duy trì động tác, thậm chí cả lời nói của mình. Vị hoàng đế này đi tới trước quan tài của Y Doãn, hơi hơi khom người, trong miệng nói nhỏ, dường như muốn nói cái gì đó. Quan tài lập tức mở ra, một nho sĩ trẻ tuổi thần thái đờ đẫn bước ra khỏi quan tài. Chắc đây chính là hình ảnh của Y Doãn. Hai người bọn họ đều lưu lại tinh thần lạc ấn, bóng dáng Y Doãn mơ hồ không rõ, còn xa mới uy nghiêm bằng ảo ảnh vị hoàng đế kia. Tuy nhiên, hai người đối thoại vẫn không được hư không ghi lại. Bọn họ tuy rằng là vô hoàng nhưng còn không hùng mạnh được tới trình độ đó. Vị hoàng đế kia có nói, hiện giờ đại thương đã có 29 vạn năm, cao tổ lập lại di chiếu. Sau 29 vạn năm, thiên địa sẽ có dị biến, bởi vậy tử thụ cần phải đi cầu kiến cao tổ. Phượng Yên Nhu nhìn không chuyển mắt, nhìn khẩu miệng vị hoàng đế kia, đứt quãng mà nói: "Xin hỏi tướng phụ, dị biến này rốt cuộc là cái gì?" Diệp Phúc không khỏi khâm phục, hắn cười nói: "Quả là tài giỏi. Người có thể xem hiểu bọn họ đang nói cái gì hay sao?" Phượng Yên Nhu hơi ngượng ngùng nói: "Chỉ là một chút tiểu xảo mà thôi, chút trò nhỏ mà cha ta dạy. Cha ta thậm chí có thể đọc ra được thần niệm của người khác kìa." "Tử thụ sao? Nghe nói đại thương trụ hoàng có cái tên này. Chẳng lẽ hoàng đế này là trụ hoàng ư?" Diệp Phúc trong lòng khẽ động, cẩn thận đánh giá vị hoàng đế có nhiều màu sắc truyền kỳ này. Trụ hoàng có thể nói là cường giả nổi tiếng thiên hạ thời thượng cổ. Người này nghịch thiên mà đi, kiến tạo thông thiên tháp, tính toán đem toàn bộ vu hoang thế giới khuân tới thiên giới. Tuy nhiên sau khi thất bại, hắn lại nổi danh một trong những bạo chúa trong lịch sử. Vị hoàng đế truyền kỳ này sau khi chết trong tay thiên đế đã trở thành một danh tử bạo quân. Trụ hoàng và Y Doãn đứng ở nơi đó giao lưu trong ngắn ngủi. Bên trong quan tài của Y Doãn, một cuộn lụa màu vàng bay lên dừng ở trong tay trụ hoàng. Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại, chữ viết trên cuộn lụa nhìn không rõ nhưng miễn cưỡng có thể nhìn ra đại khái. Người lưu lại cuốn lụa màu vàng này hẳn là thiên giới đế dự thần vương. Trên mặt trên có viết: "Thần vương có thọ nguyên 200.000, đột phá tới đế quân có thọ nguyên 300.000. Nếu có thể đột phá tới cảnh giới đế quân, hắn có thể đảm bảo đại thương 300.000 năm hưng thịnh không suy. Nhưng sau 300.000 năm, đại thương thế tất suy sụp, mà trong thời gian không tới 300.000 năm nữa, hiên viên thiên đế sẽ ngã xuống, hao hết thọ nguyên. Khi đó, thiên đế mới sẽ trấn thủ vô thiên, thống trị thế giới. Thiên đế mới có khả năng chính là một vị đế quân không hợp với đế dự thần vương. Tới lúc đó, đại thương tất bị diệt. Lúc này, chỉ có một con đường có thể đi, đó là kiến tạo thông thiên tháp, lên trên thiên giới, trợ chiến với thần vương, trợ giúp thần vương cướp đoạt vị trí thiên đế. Nếu đường này không thông, tranh đấu thất bại, vậy vẫn lưu lại một đường lui, khiến đại thương có hy vọng tái khởi. Đường lui này chính là chờ đợi vị đế quân kia già chết. Vị đế quân kia mặc dù sau 300.000 năm nữa trở thành thiên đế, chỉ sợ sẽ chỉ có được 200.000 năm thọ nguyên. Sau đó tất nhiên hắn sẽ ngã xuống. Sau đó chính là khởi động lại hậu chiêu của đế dự thần vương đã chuẩn bị. Huyết mạch của đế dự thần vương sẽ giáng lâm thiên giới, nhập vào vu hoàng, trở thành chủ nhân của vu hoang. Sau đó đi con đường phạt thiên, từng bước một tới vị trí thiên đế. Tuy nhiên, từ thiên giới trở lại vu hoang cũng không đơn giản như vậy, phải có người, vật tiếp dẫn, tiếp dẫn huyết mạch đế dự thần vương lưu lại tới vu hoang này. Vật đó chính là kiến mộc. Về phần người thì trong cuốn lụa này không có nói tới. Đây là những gì đế dự thần vương lưu lại. Đây là kế sách bất đắc dĩ mà thôi, nhất định phải do đương kim thiên tử tự mình bố trí mới không có sơ sót gì. Nếu như những chuẩn bị phía sau này được khởi động, chứng minh đế dự thần vương đã thất bại trước vị đế quân kia. Chữ trên tấm lụa ngày càng mơ hồ, Diệp Phúc trợn tròn mắt, cẩn thận phân biệt. Có thể nhận ra được một vài chữ, thế nhưng không cách nào nối liền lại được. Hắn buồn bực trong lòng, nói với Phượng Yên Nhu: "Muội tử, từ lúc đại thương bị diệt tới bây giờ đã qua bao nhiêu năm rồi vậy?" Phượng Yên Nhu cẩn thận tính toán một lát, lên tiếng: "Sau đại thương chính là Đại Chu. Đại Chu bởi vì không phải là hoàng triều hùng mạnh, chỉ thống trị được 140.000 năm. Cẩn thận tính ra hiện giờ đã qua 190.000 năm rồi. Thêm vào giai đoạn trụ hoàng thống trị nữa, hoàn toàn tiếp cận 200.000 năm." Diệp Phúc từ từ phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm mà nói: 200.000 năm qua đi, đương kim thiên đế chỉ sợ đã nhanh chết rồi." "Sư huynh, người nói đến sự thần vương an bài trụ hoàng chuẩn bị chiêu sau cùng là gì vậy?" Phượng Yên Nhu hiếu kỳ nói. "Ta cũng không biết được." Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn quan tài thăng hoàng mà các thánh chủ đang tranh đoạt kia,
Hắn lẩm bẩm nói: "Tuy nhiên, đầu ngốc điểu huyền điều kia sớm muộn không mở miệng, lại cố tình mở vào đúng lúc này. Chỉ sợ chuẩn bị của trụ hoàng là ngay ở bên trong quan tài thăng hoàng. Trụ hoàng muốn mượn sức bọn họ đồng loạt ra tay tiếp dẫn huyết mạch của đế dự thần vương, khiến cho đại thương phục hưng, nhất thống thiên hạ. Người đã có, chỉ còn thiếu vật kia thôi." Đế dự thần vương lưu lại an bài cuối cùng, nói là người cùng vật, người đó chính là hạ gia thánh chủ, yêu chủ, những nhân vật ở cấp thánh chủ, mà vật khẳng định là ở bên trong quan tài thăng hoàng. Vật này rốt cuộc là cái gì, Diệp Phúc cũng không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên có thể khẳng định chính là cái gọi là vật này nhất định sẽ khiến cho kiến mộc điên cuồng sinh trưởng, nối thẳng thiên giới, tiếp dẫn huyết mạch của đế dự thần vương lưu lại trên thiên giới hạ xuống thế giới vô hoang. Chỉ cần nhóm thánh chủ này mở ra quan tài thăng hoàng sẽ phóng thích cái gọi là vật kia, thậm chí nói không chừng sẽ có vài vị vô hoàng theo từ thiên giới đi xuống. Tới lúc đó, đối với tất cả thánh địa vô hoang thế giới, tất cả các hoàng triều mà nói sẽ là một hồi tai ương ngập đầu. Tất cả mọi người bị ép tới không ngẩng đầu lên được, ép kéo dài hơi tàn, chỉ có thể cúi đầu mà xưng thần. Đây tuyệt đối là một đại nạn trước nay chưa từng có. Đế dự thần vương và thăng hoàng, trụ hoàng bố trí những hậu chiêu này đã có hơn 500.000 năm. Sau 500.000 năm khiến cho huyết mạch của mình đông sơn tái khởi. Phần tâm trí và thủ đoạn này có thể nói là quá khủng bố. Thủ đoạn của thần vương và thượng cổ thánh hoàng quả thực không bình thường chút nào cả. Phượng Yên Nhu cũng hiểu rõ điều này, thất thần mà nói: "Sư huynh, chúng ta có cần phải đi cảnh báo bọn họ hay không?" Diệp Phúc lắc đầu, cười khổ nói: "Cảnh báo bọn họ sao? Bọn họ sẽ tin tưởng hay sao? Ta nếu tiến tới nói mọi người không được mở ra mộ của Thăng Hoàng, trong mộ của Thăng Hoàng có âm mưu, thì lập tức những thánh chủ này sẽ nghĩ Diệp Mỗ tính toán thu chân thân của Thăng Hoàng làm của riêng kìa. Muội đoán xem những thánh chủ này sẽ làm gì?" "Người khác ta không biết, ta biết chắc chắn cái lão tặc chọc đầu kia sẽ nói..." Hắn bắt chước giọng điệu thần thái của Vu Chân đại sư giống như đúc, lắc lắc đầu nói: "Người trẻ tuổi tâm rất tham, sẽ gặp phải trời phạt, trời phạt." "Mà muội thử đoán xem Bảo Quang lão tặc chọc kia sẽ nói gì?" "Người trẻ tuổi tâm quá xấu sẽ chết non kìa, chết non kìa." Phượng Yên Như buồn cười, bật cười, lại có chút lo lắng lẩm bẩm: "Cha ta vẫn còn ở đó." "Muội tử yên tâm, bọn họ trong nhất thời sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Huống chi yêu chủ còn có học cứu thiên nhân mà, đủ để ứng phó hết thảy bất chắc." Diệp Phúc an ủi nói: "Huống chi đó chỉ là dự đoán của ta thôi, chưa chắc sẽ thành sự thật. Mà lại nói, đế dự thần vương bố trí 500.000 năm trước, trụ hoàng lưu lại chuẩn bị 200.000 năm trước, ai biết thời gian dài như vậy có thể sẽ phát sinh ra biến cố gì hay không đây." Phượng Yên Nhu nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy thiếu niên áo lam này cố chấp nhấc quan tài của hữu tướng Y Doãn đi, không khỏi lắc đầu thầm nghĩ: "Diệp sư huynh cái gì cũng tốt, chỉ rất tham lam thôi, ngay cả quan tài của người ta cũng không có buông tha. Tuy nhiên, nói gì thì nói, hắn thật đúng là một nam nhân của gia đình rất tốt mà, ngay cả quan tài cũng không có buông tha, những của cải khác khẳng định sẽ không ngừng đem về trong nhà thôi." Diệp Phúc cố hết sức mình thu quan tài của Y Doãn vào bên trong ngọc lâu của mình, đưa tới tầng thứ 5, làm bạn với bá hạ lão tổ. Hắn thầm nghĩ: "Quan tài này chỉ sợ không có pháp lực của nhân hoàng là không thể thúc dục được rồi. Không biết cái lão già La Minh Tôn kia có thể đột phá trở thành nhân hoàng hay không đây." Già La, Tu Đề, Bảo Hiền, ba vị Minh Tôn đang cùng bế quan ở Quan Tinh Phong, mượn thuần dương linh mạch bậc 9 để tu luyện, tới nay đã qua 3 năm. Tuy nhiên mở ra luân hải thứ 9 trở thành nhân hoàng cũng không phải đơn giản như vậy. Theo Diệp Phúc được biết, liệt hỏa Minh Tôn bị vây trong cảnh giới này mấy trăm năm, rốt cuộc trước khi chết già mới mở ra luân hồi thứ 9, trở thành nhân hoàng, đáng tiếc thọ nguyên cũng hao hết. Thùng thùng. Trái tim của hữu tướng Y Doãn liên tục nhảy lên trong tầng thứ 5 của Ngọc Lâu Diệp Phúc, tuy nhiên vẫn bị huyền quan áp chế, không thể truyền ra được uy năng. Diệp Phúc hứng chí bừng bừng, tìm kiếm những cự long chung quanh, kỳ vọng tìm được bảo vật khác. Phượng Yên Nhu đi theo bên người của hắn, hai người tìm một lúc lâu, thủy chung vẫn không có thu hoạch gì. "Muội tử, trong phiến thiên khung này còn có mấy ngôi sao được luyện chế bằng ngũ hành kim khí kìa, không có bị những thánh chủ kia thu được, chúng ta đi cướp đoạt thôi." Diệp Phúc đề nghị nói. Phượng Yên Nhu đi theo hắn, hai người một đường thu sạch kể cả những viên tàn tinh. Đang lúc muốn trở lại Long Khẩu, đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang, dường như có cái gì đó đột nhiên bùng nổ. Diệp Phúc nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy long khí của 99 con rồng hội tụ lại thành một vòi nước, đột nhiên nổ ầm một cái, vọt ra bên ngoài. Một dòng khí thô chừng 1 mét phóng lên cao, tốc độ phun ra cũng nhanh không tưởng, không ngờ tạo thành một cột trụ cao lớn mấy trăm dặm. Khí trụ tiếp tục oanh kích về khoảng không phía trước, thành âm mênh mông,
chỉ nghe thấy thêm một tiếng nổ nữa. Thang hoàng, mộ được kiến tạo bằng tinh hạch của những ngôi sao này bị cứng rắn chọc thủng một lỗ. Thang hoàng lăng chỉ sợ cấm bảo cũng không thể đánh vỡ, vậy mà tòa khí trụ này có thể oanh phá hoàng lăng, uy năng có thể nói là mạnh không địch nổi. Khí trụ rít gào lao ra khỏi thang hoàng mộ. Diệp Húc nhìn lên, yêu chủ, hạ gia thánh chủ, hiên viên trưởng phong, cả đám người đều hộc máu, không tự chủ được mà bay ngược ra, hung hăng va chạm vào bốn vách tường xung quanh hoàng lăng, không ngờ bị thương nặng. Bên trong quan tài kia không có cái gì. Hạ gia thánh chủ tóc tai bù xù, liên tục ho ra máu, thậm chí ngay cả vương miện trên đầu, đế bảo trên người cũng bị khí lãng đánh cho rách tung tóe, hồn hển tức giận mà nói. Vừa rồi bọn họ tranh đoạt quan tài này, chiến đấu đạt tới mãnh liệt nhất, hạ gia thánh chủ sử dụng 6 đại phân thân, tất cả đều là nhân hoàng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, dùng uy năng của lôi đỉnh thôi phát tới mức tận cùng, bước tới trước mọi người một bước, xốc lên quan tài của thang hoàng. Quan tài này sau khi bị xốc lên, bên trong liền phát ra khí trụ, làm cho hết thảy những thánh chủ đều bị thương nặng. Hạ gia thánh chủ bởi vì khoảng cách gần nhất, thương cũng nặng nhất. Những thánh chủ khác tuy rằng không sống khá giả, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, tốt xấu gì cũng bảo tồn được mặt mũi. Chư vị. Diệp Phúc khó khăn một tiếng trở vờ, hảo tâm nhắc nhở nói. Trong quan tài của thang hoàng có âm mưu, vừa rồi ta mới biết được việc này. Người đứng đầu tiểu quang minh thánh địa, Vu Chân đại sư trên mặt đầy máu, tức giận tới tay chân phát run lên, mặt mũi hiền lành đã sớm không cánh mà bay, lạnh lùng mà nói. Diệp phòng chủ, người biết rõ âm mưu lại không nói ra, chẳng lẽ cố ý muốn xem chúng ta xấu mặt hay sao? Diệp phòng chủ, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng tâm nhãn không nhỏ, tâm địa quá xấu, dễ bị trời phạt. Bảo Quang thiền sư bộ dạng ủ rũ, không mặn không nhạt nói. Diệp Phúc bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười nói với Phượng Yên Nhu. Sao, ta nói có đúng không? Hai cái lão tặc chọc này lúc nào cũng có biện pháp oán giận ta, trách tội lên đầu ta kìa. Phượng Yên Nhu cũng cười tới run run người, không thể không khâm phục Diệp Húc. Diệp Húc cũng có chút bất đắc dĩ, hai lão tặc chọc này luôn nhằm vào mình, thân là cao tăng đắc đạo nhưng lại không có cái khí độ khí thế của viễn cổ chư Phật, không khỏi làm cho hắn trong lòng sinh ra chán ghét. Ồ, khí tức sinh mạng của mộc chi khí ở cái khí trụ màu xanh này quả thực rất đậm. Diệp Húc nhìn về khí trụ màu xanh, trong lòng lo lắng. Khí trụ này có thể nói là do mộc chi khí thuần túy tạo thành, nồng đậm như vậy quả thực tích tụ hình thành thực chất rồi. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được đế dự thần vương và thăng hoàng trụ hoàng chuẩn bị cái gì ở phía sau. Đó chính là đem một bộ phận mộc chi khí cùng kiến mộc phong ấn ở bên trong quan tài, dùng thân thể thánh hoàng chấn áp chỗ mộc khí mênh mông này. Đợi sau khi đương kim thiên đế tử vong, liền phóng thích ra mộc chi khí rót vào bên trong kiến mộc, khiến cho kiến mộc sinh trưởng lại lần nữa, hóa thành cự mộc đỉnh thiên, phá tan hàng rào thiên địa, sinh trưởng thẳng tới thiên giới. Chỉ cần kiến mộc thông thiên giới, liền có thể tiếp dẫn huyết mạch của đế dự giáng lâm tới vô hoang thế giới, trở thành chúa tể vô hoang giới. Ầm vang một tiếng, hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy khí trụ màu xanh oanh mở một lỗ thủng lớn, lập tức bị thân ảnh thật lớn ngăn chặn. Vô số rễ cây như dâu rồng liên miên ngàn dặm điên cuồng chui vào bên trong lỗ thủng, hấp thu mộc chi khí bên trong khí trụ màu xanh. Đây là một nhánh rễ cây của kiến mộc liên miên, giống như cự long màu xanh đen, giống như hàng ngàn dãy núi điên cuồng sinh trưởng. Huyền điểu lưng đeo cổ thành triều ca rút cuộc cũng bay lên trên không của hoàng lăng. Thông thiên chi lộ cuối cùng đã mở ra, không thể ngăn cản. Đột nhiên lại có một tiếng long ngâm truyền tới, chỉ thấy bên trong long khí xung quanh bọn họ có rất nhiều linh khí màu vàng. Đây rõ ràng là những thuần dương linh mạch bậc 9, bên trong 99 long mạch được chuẩn bị cho kiến mộc, linh khí đã phun ra. Linh khí trong những linh mạch này thậm chí có thể thành tựu 99 vị vô hoàng. Hiện giờ tất cả đều rít gào phun ra, rót vào bên trong long khí, làm cho năng lượng của kiến mộc được bùng phát. Giờ phút này bên trong ân khư còn có không biết bao nhiêu vu sĩ, đại vu nghe nói huyền điểu mở miệng mà tới. Chỉ có điều không thể phá vỡ cấm chế long mạch, không thể vào bên trong thang hoàng lăng mà bị nhốt ở bên ngoài. Lại có hai đại thánh địa tới rồi, Khổng Gia và cao thủ Hoàng Thất Đại Hán. Tuy nhiên bọn họ tới chế một bước, giờ phút này chưa tiến vào hoàng lăng, thiên địa đã dị biến. Thang hoàng lăng kịch liệt run rẩy rồi đột nhiên vỡ ra, từng đạo khí trụ màu xanh phóng lên cao, rít gào chạy trồm, dài tới mấy trăm vạn dặm còn không ngừng kéo lên. Thiên mệnh huyền điểu, hằng nhi sinh thương. Trên đỉnh đầu bọn họ, huyền điểu thật lớn màu đen bay tới, đôi cánh che lấp mặt trời, lưng đeo cổ thành triều ca, nhảy thẳng vào trong khí trụ. Bên trong cổ thành triều ca, thông thiên tháp được kiến mộc bao phủ, làm dịu đi rất nhiều,
lập tức đâm chồi nảy mầm, sinh sản, sinh trưởng. Từng cành một, một cây thật lớn sinh trưởng, nhanh chóng sinh trưởng lớn lên. Ầm vang một tiếng, kiến mục này mỗi một giây liền cao hơn một dặm. Trong chớp mắt, đại thụ này đã mọc ra khỏi thông thiên tháp, cao tới không biết bao nhiêu dặm, lồng lộng phía chân trời, nhưng vẫn còn đang điên cuồng mà sinh trưởng. Những rễ cây kiến mục bay múa như rồng, từ những lỗ thủng lớn chui vào bên trong mộ của Thăng Hoàng. Trong đó, hơn 10 căn rễ cây giằng co với nhau, hóa thành hai bộ móng vuốt lớn, sinh trưởng ở hai chân huyền điểu. Đầu huyền điểu này vốn bị thiên đế chém đứt hai chân, khiến nó trọn đời không rơi xuống được đất. Hiện giờ, kiến mộc chế tạo hai chân cho nó, không khỏi kêu vang một tiếng, từ trên không trung hạ xuống, đứng trước mộ của Thăng Hoàng, đắc ý vạn phần. Huyền điểu miệng phun huyền khí, đánh tan hết thảy cấm chế của 99 long mạch. Nó là ý chí bất tử của Đại Thương Hoàng Triều, thực lực mạnh mẽ vô cùng, có thể so được với Vu Hoàng. Lúc này, hung nguy của nó hoàn toàn nở rộ, khủng bố như Vu Hoàng. Khí tức oanh kích ân khư run rẩy, trên không trung đất đá văng khắp nơi. Bệ hạ, thông thiên chi lộ sắp mở ra rồi. Khổng gia thánh chủ Khổng Lăng Phong run giọng nói, tuy rằng hắn thân là thánh chủ nhưng cũng không kìm nổi tim đập nhanh, kích động vạn phần. Đồng hành cùng với hắn chính là đương kim hoàng đế Đại Hán, Minh đế Lưu Trang. Hoàng đế lần này dẫn dắt trọng thần Đại Hán chen chúc nhau mà đến. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy kiến mộc cao chót vót ầm một tiếng tiến vào bên trong vũ trụ tinh không. Một vòng mặt trời chậm rãi lướt qua kiến mộc, cảnh tượng bao la hùng vĩ này không lời nào có thể hình dung được. Kiến mộc to lớn không thể tưởng tượng được. Thông thiên tháp lấy kiến mộc làm cơ sở, kết quả thông thiên tháp bị thiên đế đánh nát, làm cho kiến mộc trong tháp cũng bị đánh gãy. Tuy nhiên, hiện giờ kiến mộc trong tháp hấp thu mộc chi khí bên trong lăng mộ Thang Hoàng Lăng, gần như tái diễn lại tràng cảnh rầm rộ của năm đó. Kiến mộc phá ân khư, phá vỡ thương khung, xâm nhập vào trong tinh không vũ trụ. Cự mộc này điên cuồng sinh trưởng, hàng tỷ đạo sáng mờ quay trong quanh cổ thụ, làm cho hư không không ngừng bị quấy nát. Bên trong Thang Hoàng đại mộ, những rễ cây kiến mộc đã cắm vào bên trong tinh hạch thật lớn. Vô số rễ cây chui vào trong các thông đạo đại mộ, nhất đầy khắp nơi. Bộ phận mộc chi khí bị chủ hoàng phong ấn đã chảy vào bên trong kiến mộc. Hơn nữa, còn có năng lượng của 99 long mạch khiến cho đại thụ này trong thời gian ngắn ngủi đã phát triển những rễ cây to như những dãy núi trong Thang Hoàng Lăng. Cự mộc này uy năng có thể so sánh được với cấm bảo. Diệp Phúc quả thực không thể nào tưởng tượng cảnh tượng của kiến mộc trong thời kỳ toàn thịnh sẽ như thế nào. Hắn đã gặp qua phù tăng thụ ở đầm lầy Khoa Phụ tộc, cũng đã nhìn thấy qua quế hoa thụ ở trong Hàn Nguyệt cung, nhưng khi nhìn thấy kiến mộc nơi này mới biết hai cây được cho là thần thụ kia so với nó quả thực chẳng đáng là gì. Kiến mộc này không phải đang trong thời kỳ toàn thịnh, chủ hoàng phong ấn một bộ phận mộc chi khí của nó, nhưng lại chỉ có một bộ phận mộc chi khí trở lại bên trong thân thụ mà thôi. Thử nghĩ một chút, trong thời đại Đại Thương triều cường thịnh nhất, một gốc cây lớn này đứng bên trong triều ca của thành, che trời thông thẳng tới thiên giới. Bức tranh này là hùng vĩ bao la như thế nào đây? Đám người hạ gia thánh chủ đứng dậy đều tự tế khởi cấm bảo, bay dọc theo kiến mộc hướng về phía trước, trong mắt hiện ra thần sắc cuồng nhiệt. Thiên giới ngay trước mắt bọn họ, xa xa nhìn thấy bọn họ, sao không kích động vạn phần đây? Bên trong mộ Thang Hoàng, mộc chi khí không ngừng phun dũng mà ra, dung nhập vào bên trong kiến mộc, khiến cho kiến mộc điên cuồng mà sinh trưởng. Kiến mộc này vừa mới xuất hiện trong Vô Hoang thế giới, lập tức làm kinh động tất cả các thánh địa. Không biết bao nhiêu cao thủ đều bay tới bên phía trên kiến mộc này, trong đó không ít các thánh chủ, thánh địa. Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu cũng lần lượt đứng dậy, dừng ở trên một mảnh lá cây. Phía lá cây của kiến mộc này rộng lớn trăm dặm, vân mạch cành lá giống như những sông núi bỏ túi vậy. Diệp Phúc đứng ở phía trên lá cây, chỉ cảm thấy gió rít gào hai bên tai, kiến mộc mọc lên cao thì phía lá cây này cũng tùy thời mà dâng lên, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta không kịp nhìn xuống. Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Vô Hoang thế giới ở dưới chân, mây trắng từ từ trôi đi, ân khư nhanh chóng nhỏ lại. Qua một lúc, hắn nhìn thấy toàn cảnh trung thổ thần châu, thậm chí dần dần cũng thu nhỏ lại trong đáy mắt. Phía lá cây này theo kiến mộc sinh trưởng từ Vô Hoang thế giới đã đi ra ngoài vũ trụ tinh không, trước mắt là những vì sao lấp lánh. Kiến mộc này quả thực có vài phần tương tự với nguyên thần của ta. Diệp Húc khơi chìm xuống phiến lá, tế khởi nguyên thần của mình, cành lá bay múa, đột nhiên trơn một tiếng chui vào bên trong kiến mộc. Hắn lập tức cảm thấy mộc chi khí điên cuồng dũng mãnh nhập vào bên trong nguyên thần, căn bản không cần luyện hóa, tự động chuyển thành tu vi. Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ, nguyên thần của hắn dường như cùng một thể với kiến mộc, tuy hai mà một, có thể hấp thu vô cùng vô tận năng lượng bên trong kiến mộc. Tu vi của hắn trong lúc này lập tức bay vọt, bản phương chân thân không khỏi hiện ra, ngưng tụ thành chân thân,
dường như thân hình hắn cắm rễ trên mặt đất, mượn năng lượng tự nhiên vậy. Đoang đoang đoang. Những tiếng chuông dồn dập truyền tới. Bàn vương kiên thân Diệp Húc ở tại mi tâm ngưng tụ mà ra, hóa thành chu thiên tinh đấu tinh quân cùng chân thân. 360 năm chu thiên tinh quân cùng xuất hiện, gần như đồng thời ngưng luyện mà thành, khiến cho tu vi của hắn trong nháy mắt bạo tăng hơn 2-3 thành. Không chỉ có như thế, Vu Hoàng chân thân của hắn cùng Thanh Liên pháp thân, Hạo Thiên Kim Ô địa tướng chân thân, Cửu Chuyển Kim Thân địa tướng, Vạn Kiếp Vô Lượng địa tướng, Lục Đạo Luân Hồi pháp thân, Thập Điện Diêm La Vương địa tướng ma thân thể, Hàn Nguyệt Tiên Nga thần địa tướng, hết thảy đều ngưng tụ thành trong vài cái hô hấp. Tu vi của hắn gần như tới gần địa tướng kỳ đỉnh phong. Diệp Húc mượn tiên quang tu luyện, tốc độ mặc dù nhanh nhưng không có nhanh tới loại trình độ như thế này, mà hiện tại hắn không ngờ chỉ trong vài cái hô hấp đã liên tục vượt qua 7-8 tiểu cảnh giới. Hơi thở của hắn bốc lên năng lượng vô cùng vô tận, dũng mãnh nhập thân, hóa thành tu vi của chính mình. Thậm chí ngay cả Di La Thiên Nha Thủy Thiên Vương địa tướng chân thân khó ngưng tụ ra nhất cũng bắt đầu xuất hiện. 33 thiên đế địa tướng chân thân lần lượt sinh ra, tu vi Diệp Húc gần như trở mình gấp cả chục lần. Năng lượng bên trong kiến mộc giống như tu vi bản thân hắn, hiện giờ chỉ là trả lại tu vi cho hắn mà thôi. Cùng lúc đó, Chu Ngọc Thụ bên trong Ngọc Lâu cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng. Ầm vang một tiếng, Diệp Húc trợn mắt cứng lấy nhìn, Ngọc Lâu của hắn đột nhiên dài ra tầng thứ 10. Tầng thứ 10 ngoài dự kiến. Phải biết rằng, thiên đạo ban thưởng chí bảo nhiều nhất là 9 tầng, mà Ngọc Lâu của hắn không ngờ sinh trưởng ra tầng thứ 10. Truyền đi ra ngoài không biết bao nhiêu người sẽ cười rụng răng đây. Đúng vậy, chính là cười thấy rụng răng. Ngọc Lâu Bảo Tháp được thiên đạo ban thưởng nhiều nhất chỉ có 9 tầng. 9 tầng Ngọc Lâu hoặc là Bảo Tháp đó là đặc thù thể chất ngũ hành thân thể. Nhưng hiện tại Ngọc Lâu của Diệp Húc lại mọc ra tầng thứ 10, khẳng định sẽ bị người ta cười nhạo hắn chém gió thành bão. Ngọc Lâu chỉ có 9 tầng là hết, mà chém tới tận 10 tầng. Ngọc Thụ bên trong Ngọc Lâu hấp thu năng lượng so với nguyên thần của hắn còn khủng bố hơn rất nhiều. Quả thực là nuốt trôi cầu vồng. Năng lượng vô cùng vô tận tiến nhập bên trong Ngọc Thụ, khiến cho cỗ mộc này nhanh chóng trưởng thành, thậm chí bên thế giới bên trong Ngọc Lâu càng lúc càng lớn, rộng lớn vô ngần, bát ngát như biển vậy. Mỗi một thế giới trong tầng lầu của hắn đã mở rộng tới ngàn dặm xa, còn không ngừng mà khuếch trương. Không quá bao lâu sau, Ngọc Lâu của hắn lại mọc thêm một tầng nữa, biến thành 11 tầng lồng lộng, cổ xưa, trang nghiêm vô cùng, rồi lại có tiếng chuông từ trong lầu truyền tới. Tiếng chuông chấn động, Diệp Húc trong lòng cả kinh. Chỉ thấy Chu Thiên Tinh Đấu Tinh Quân địa tướng của hắn không ngờ nhanh chóng trưởng thành, trực tiếp tiến vào thiên tướng kỳ. Năng lượng vô cùng vô tận trong kiến mộc khiến tu vi của hắn không ngừng kéo lên, dựa theo tốc độ này mà đi xuống, Diệp Húc thậm chí cảm thấy chính mình tuyệt đối có thể thành tựu được Vu Hoàng. Tu vi của hắn gần như đột phá tới thiên tướng kỳ đỉnh cao, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi lại. Đây là do Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương thiên địa pháp tướng cần năng lượng thật sự quá khổng lồ, khiến cho tu vi của hắn dần biến chậm lại, nhưng vẫn như trước có năng lượng vô cùng vô tận tiến nhập vào trong thân thể của hắn. Một pho thiên đế thiên địa pháp tướng ngưng tụ mà ra, tản mát ra uy năng vô cùng uy nghiêm. Tu vi của hắn không nhanh không chậm hướng tới thiên tướng kỳ đỉnh phong. Cuối cùng, mộc chi khí bên trong quan tài thang hoàng đã phun ra sạch sẽ, kiến mộc sinh trưởng cũng đạt tới cực hạn, dường như ngay cả vu hoang thế giới cũng không thể cất chứa được thần vật mạnh mẽ như vậy. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, thiên địa chấn động, phát ra tiếng nổ nặng nề đến không chịu nổi. Kiến mộc phá vỡ hàng rào thời không, hiện ra bên trong một thế giới. Ở nơi nó phá tan hư không, mơ hồ có thể nhìn thấy một thế giới bao la hùng vĩ. Thế giới kia cao lớn trường tồn, trời xanh bát ngát, rộng lớn vô ngần, có thần sơn tiên thổ, thiên hà rộng lớn hàng tỷ dặm. Đây đúng là một thế giới như thần tiên, khiến người ta phải hướng về. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng một góc hình chiếu của thế giới rộng lớn kia đã tới bên trong vu hoang thế giới. Đây là thiên giới, vô số vu sĩ đại vu, thậm chí là địa phương vu hoàng hướng tới. Thông thiên chi lộ đã hoàn toàn mở ra. Tình hình này khiến cho mọi người hoa mắt chóng mặt, vô số người hướng tới một góc thế giới mới hiện ra. Rốt cuộc vu sĩ đại vu của vu hoang thế giới đã có con đường tắt tiến vào thiên giới. Mà lúc này đây, Ngọc Lâu của Diệp Húc đã được 14 tầng, sắp sửa tiến hóa thành 15 tầng. Tòa Ngọc Lâu này bắt đầu tràn ngập một cỗ uy áp cấm bảo, tuy nhiên không phải là cấm bảo bởi vì không có cấm pháp chống đỡ, nhưng uy năng của nó dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi, có thể so sánh được với cấm bảo bình thường. Chỉ cần Diệp Húc tu luyện tới cảnh giới vô hoàng, đem cấm pháp của mình đánh nhốt vào bên trong tất cả là có thể tạo ra một cấm bảo uy năng vượt qua các kiện cấm bảo khác. Diệp Húc thậm chí cảm giác được Ngọc Thụ bên trong Ngọc Lâu đã cắn nuốt hai thành mộc chi khí của kiến mộc, hết thảy chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho mình. Nếu như tiếp tục như vậy,
Ngọc Thụ và nguyên thần của hắn tất sẽ cắn nuốt sạch sẽ mộc chi khí của kiến mộc, khiến kiến mộc chỉ còn lại một cái xác không. Hơn nữa, những rễ cùng cành lá trên ngọc thụ của hắn dường như đã thẩm thấu tới 3.000 thế giới khác mà hút lấy năng lượng. Nếu ngọc thụ của hắn có thể thu lấy hết thảy mộc chi khí làm của riêng, thì thậm chí có thể phá tan hư không giống như kiến mộc vậy, có thể xuyên qua hàng rào thiên địa, xuyên thấu tới thiên giới, hấp thu tiên linh khí của thiên giới. Sư huynh, thông thiên chi lộ đã mở ra. Phượng Yên Nhu lo lắng nói. Đế dự thần vương huyết mạch khẳng định sắp sáng lâm rồi, chỉ sợ cha ta sẽ gặp nguy hiểm. Đi, chúng ta đi xem một chút. Diệp Húc tâm niệm hơi động, dựng thân nhảy lên mang theo nàng thẳng tới hàng rào thiên địa bị kiến mộc khai phá. Lúc này còn có không ít cao nhân, cao thủ đang chen chúc hướng tới lỗ hổng thiên giới bay đi. Nguyên thần của hắn vẫn ở bên trong kiến mộc, không ngừng hấp thu năng lượng khủng bố bên trong kiến mộc, khiến cho tu vi và ngọc lâu, ngọc thụ của mình không ngừng trưởng thành. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới thời kỳ mấu chốt nhất, thiên tướng kỳ, chỉ kém 8 thiên đế thiên tướng liền có thể tu luyện tới đại viên mãn tam tướng cảnh, sau đó cô động chân linh tu luyện tam bất diệt cảnh, đạt tới độ cao bất tử bất diệt. Thiểm khí, một vị nhân hoàng tản mắt ra hung uy long trời lở đất vọt tới trước mặt Diệp Húc, đột nhiên khí thế chấn động hướng Diệp Húc hạ một trưởng. Đây là một vị cao thủ không hiện thế, đã tu thành nhân hoàng nhưng lại không biết danh tiếng. Tuy vậy hung uy của hắn không thua gì các nhân hoàng cường giả ở các thánh địa. Lần này kiến mộc mở ra thông thiên chi lộ làm cho những lão quái vật này cũng bị hấp dẫn xuất hiện. Dù sao thì lực hấp dẫn của thông thiên chi lộ thật sự là quá lớn. Diệp Húc hừ nhẹ một tiếng, lắc mình che ở trước người của Phượng Yên Nhu, trở mình hạ xuống một trường. Chỉ thấy hai bàn tay to lớn xuất hiện quét ngang hư không, làm cho hư không trong phạm vi mấy ngàn dặm lập tức biến mất. Ta đã tu luyện thành thiên địa pháp tướng, nhân hoàng cũng có thể cứng rắn đối chọi được. Diệp Húc thân mình hơi hơi lay động, liền chịu đựng được công kích của vị nhân hoàng này mà không chịu bất luận một thương tổn gì cả. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.